Chị nhìn em vẽ có đẹp không? Đẹp. Chị coi em vẽ gì nè. Chị biết đó, đây là chị, ba Tùng, rồi còn em nữa. Ủa, sao chị biết em hay vậy? Tại em là người xấu nhất luôn mà. À, xấu nhất á? Ừ, chị là người xấu nhất, em là người đẹp, nhưng người đẹp hơn là ba Tùng. Á, Candy, anh chị vẽ cái gì mà đẹp quá vậy? Mày biến đi, tao không cho mày chơi. Bình, tại sao lại xấu mày tay với Candy? Tại vì em ghét nó. Chị không biết là mẹ của nó định cướp ba Tùng của tụi mình hả? Mẹ em cướp, nhưng em đâu có cướp đâu. Tao không biết, cái đồ không chơi, đi ra đây. Ai cho em nói vậy? Em quýnh anh chị quýnh em bây giờ không? Em quýnh chị luôn á, chị quýnh em á. Nè 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 nè, cái gì đó? Ủa sao khóc vậy con? Lại đây chú. Trời ơi, sao con khóc? Anh mình nói con là đồ công cha. Thật vậy không? Hả? Ba mẹ nó định cướp ba Tùng mà. Nè, con không có ba con vui không? Con không vui thì sao con chọc em? Hả? Bên con định quýnh rồi chửi mày tao với Candy nữa đó ba. Tại sao vậy? Nhưng mà con đâu có quýnh đâu. Không quýnh mà sao sao kêu? Đỡ hơn rồi đó. Chú Tùng, chú cho con gọi chú là ba nha. À, chuyện này nó hơi khó ha. Trên đời này con chỉ nhận chú làm ba của con thôi, con không có nhận ai làm ba của con hết á. Chú không nhận á là con giận chú luôn. Thôi giận chú luôn hả? Chú cho con kêu chú bằng ba nhưng mà một ngày thôi nha. Dạ, ba Tùng. Ba Tùng. Ba Tùng. Ba Tùng. Cái gì vậy? Cái gì vậy con hả? Cái gì vậy? Chú đã nói rồi, đừng có kêu bằng ba, nó kỳ lắm. Hôm qua chú hứa là cho con kêu bằng ba mà. Hôm qua chú hứa có một ngày thôi, cho con kêu một ngày. Còn bây giờ nó qua ngày khác rồi, nhớ không? Không biết đâu. Chú lèo, chú bỏ con giữa chợ. Trời ơi, chú lèo bỏ con giữa chợ gì nữa. Thôi, thôi nha, đừng không kêu bằng ba Tùng nữa nha. Kêu chú Tùng nghe chưa, nhớ nghe không? Mà buông tay ra đi con. Trời ơi, ở đây người ta nhìn thấy kỳ lắm. Trời ơi, cái gì vậy? Sao không chịu về nhà đi con? Đeo gì sao chú đi làm? Chú đi công chuyện nữa. Thôi chú đâu có bỏ con đâu, nhưng mà đừng như bằng ba Tùng nha. Không lẽ Candy là con của ông Tùng Dương Linh? Sao lạ vậy ta? Sao bữa nay mọi người đồng loạt ủng hộ chuyện mình với anh Tùng? Thời tới rồi, cản không nổi. Anh Tùng ơi, em sẽ không bao giờ cản nổi em đâu.
Con đang làm gì đó Candy? Candy ơi, con đang làm gì đó? Ừ? Mẹ, con có một tác phẩm tuyệt đẹp. Trời ơi, tác phẩm nữa, tác phẩm là cái gì? Ừ? Con làm để tặng ba Tùng. Cái gì? Con làm để tặng ba Tùng. Mẹ không coi là con giận mẹ luôn. Đâu, để mẹ coi tác phẩm nghệ thuật của Candy coi. Coi tác phẩm nghệ thuật nha. Trời ơi, vậy mà tác phẩm nghệ thuật cái gì? Này, ngày nào con cũng vẽ mà, vẽ hình người. Ủa? Thôi, mẹ biết rồi. Đây, vẽ ba người. Đây là Candy đúng không? Dạ. Đây là mẹ đúng không? Dạ. Còn đây là anh Vinh đó. Dạ, không phải, mẹ làm sai rồi. Thì nhà mình ba người. Đây là con, đây là mẹ. Đây không phải anh Vinh ơi, chứ đây là ai? Dạ, đó là ba Tùng. Anh Tùng? Sao? Sao con lại vẽ chú Tùng ở đây? Bởi vì chú Tùng cứu con. Cứu con chuyện gì? Chú Tùng của con không có để em Bình ăn hiếp con. Rồi chú Tùng còn cho con gọi chú là ba nữa đó. Chú Tùng cho con gọi chú Tùng bằng ba? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, mẹ cứ cho con gọi chú Tùng là ba không? Trời ơi, từ nay trở đi mỗi khi gặp chú Tùng con phải sáp vô con gọi chú Tùng bằng ba cho mẹ nhớ không? Dạ. Phải gọi khí thế vô. Mẹ mẹ hạnh phúc quá, mẹ sung sướng quá. Vậy là cuối cùng anh Tùng chạy đâu cho thoát. Candy, từ nay trở đi mỗi lần gặp chú Tùng thì sẽ gọi như thế nào? Ba 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 ba. Chuyện động trời. Gì mà động trời? Giờ thì con biết ba của Candy là ai rồi. À, là ai? Con Candy con của ông Linh đó. À, rồi sao? Ba của nó. À, là ông Tùng. Cái gì? Làm sao mà là con của ông Tùng được? Trời ơi, chính mắt con, bốn mắt mà con nhìn thấy rõ lắm. Trời, ông Tùng đi trước, con Candy chạy theo sau. Ba ơi đừng bỏ con, kêu la thảm thiết thương lắm. Trời đất ơi, là vậy hả? Ừ. Ồ, vậy là nếu thằng Tùng nó tệ quá ta, hèn chi nó cứ đùng đẩy qua cho con Linh. Đó. Trời đất ơi. Bởi con nói chú nghe, cái ông Tùng này trước giờ là con không có ưa cái mặt rồi. Giờ hả, vừa xấu trai mà vừa đào hoa nữa. Đúng là đàn ông khốn nạn. Quá tệ. No. Hey. Cho ly nước nha. Đây đây, lên qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Dạ. Qua đây luôn. Dạ, vô đi. Đây. Dạ. Trời ơi, bây giờ mới biết được chuyện đó. Thấy tội con quá, thương con quá hả? Ủa gì thì con là một thân một mình nuôi con đó hả? Gà mái nuôi con tội ghê chưa? Bị đàn ông nó vô tâm phải không? Chú Nhất làm con đau lòng, con tổn thương. Tội nghiệp con Candy nhà con lắm. Ừ. Nó chỉ muốn kêu người ta một tiếng ba thôi. Bởi vì nó thiếu thốn cái tình thương đó. Nó muốn có một người cha. Vậy mà người đàn ông nó nỡ lòng nào, cứ từ chối năm lần bảy lượt. Con Candy nhà con giờ nó buồn á, nó tổn thương, thấy thương lắm. Cô Linh, cô Linh, nói nghe nè, bây giờ có tôi với chú Đức đây nè, chúng tôi sẽ ở bên cạnh cô, đòi quyền lợi lại cho cô, để mà ông Tùng ông phải chịu trách nhiệm đó. Cái gì? Nói vậy là đây đây, chị nội, chú Đức đứng về phía con. À, đúng. Trời, vậy mà bấy lâu nay con luôn chửi sau lưng chị nụ với lại chú Đức. Con luôn nghĩ hai người là người xấu. Con cũng chửi quá, chửi xấu xả luôn. Xin lỗi, con xin lỗi. Bắt đầu từ giây phút này cho con rút lại cái lời chửi đó. Con xin lỗi.
con không chửi nữa. Hai người là người tốt, con không chửi sau lưng ai người nữa. Trời đất ơi, qua ra thì nào giờ nó có chửi sau lưng mình hả? Ủa gì vậy, tự nhiên hẹn ra xong rồi hai người nhìn tôi đằng đằng sát khí vậy? Đồ sát gái, vô trách nhiệm, không tôn trọng phụ nữ. Đồ nè nè nè, đủ rồi nha chú Đức. Trời ơi, chú cũng lớn rồi, tự nhiên kêu con ra đây rồi mạt sát con là sao? Lập gia không biết nhận con mình, phụ rẫy đàn bà phụ nữ thì đó chỉ là người đàn ông tôi mới như thế mà thôi. Đúng. Ủa cái gì vậy, tự nhiên bây giờ kêu con ra rồi nghe tin đồn ở đâu rồi chửi con vậy trời? Tồn mà, sự thật trước sau gì cũng sẽ lòi ra. Bấy nhiêu lâu nay á, cậu để cho cô Linh một mình gà mái nuôi con, rồi ha không cho con Candy gọi cậu là ba nữa. Lương tâm mà để đâu vậy hả? Trời ơi, cái chuyện mà không cho Candy gọi là ba là đúng, nhưng mà thấy chưa, loài mặt chuột rồi, thấy chưa, không cho con mình nó gọi mình là ba, đúng là loài mặt chuột. Bữa nay chúng tôi nhất quyết phải đòi lại công bằng cho mẹ con của Candy. Trời đúng. Ơi, tôi oan ức quá. Ủa, vậy chú Tùng không phải là ba con hả? Con muốn gọi chú Tùng là ba, nhưng không được. Vậy ba con đâu? Ba con có vợ khác rồi, lâu lâu mới về thăm con một lần. Đó, nghe chưa? Còn chửi tôi nữa không? Hả? Thì tôi có biết đâu trời, bà Linh á, bà giả bộ như thiệt, bịa chuyện như thiệt vậy đó. Tôi mà bà Linh xuất hiện đây là biết tay tôi đó. No, no. Anh Tùng. Ok. À, sao cái gì mà sao? Tôi biết hết rồi nha. Cái gì? Cô đừng bắt tôi tiếp tay cho cô làm chuyện xấu hả? Có cần tôi nói Candy nó lặp lại chuyện nãy giờ nó nói không? Nó nói gì? Sao tự nhiên con ở đây vậy? Nói gì? Trời ơi, nó con nít mà, nó có biết cái chuyện gì đó, không có chuyện gì đâu anh Tùng. Bậy bạ cái gì? Bây giờ con muốn sao? Sao là sao? Trời ơi, hiểu lầm rồi, không có chuyện gì hết trơn á. Candy, con nói cái gì vậy? Hả? Nó nói đúng mà. Nó có gì đâu? Về nhà biết rồi mẹ nha chưa? Nó nói bậy á, có biết gì đâu. Thôi Candy đi về với mẹ nè. Thôi đủ rồi Linh. Từ nay về sau cô đừng đem tôi ra làm trò cười nữa. Trời ơi. Chú Đức. Trời ơi. Chú. Mọi chuyện á là bà Linh bà bịa ra hết á. Chú đừng có tin bà nha. Dạ. Sao? Anh Tùng ơi, không phải gì đâu. Trời ơi, Candy ơi.